Trận đấu hấp dẫn giữa Tottenham Hotspur và Arsenal đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2, mang đến những phút giây kịch tính cho người hâm mộ bóng đá. Saka của Arsenal đã mở tỷ số ở phút thứ 13, đánh dấu sự bùng nổ ban đầu của trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của Arsenal không kéo dài khi Jorginho của Tottenham Hotspur thực hiện một pha cướp bóng xuất sắc và truyền cho Son Heung-min. Tiền đạo đội trưởng của Tottenham Hotspur đã không bỏ lỡ cơ hội và ghi bàn gỡ hòa. Trận đấu tiếp tục hấp dẫn khi Bukayo Saka của Arsenal bình tĩnh thực hiện một quả phạt đền thành công sau khi trọng tài chỉ định một quả phạt đền cho Arsenal. Tuy nhiên, phút sau đó, trọng tài đã thay đổi quyết định của mình sau khi xem lại hình ảnh VAR và xác định rằng Romero của Tottenham Hotspur đã phạm lỗi trong tình huống này. Điều này đã dẫn đến một quả phạt đền khác cho Arsenal, và Ben White đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thứ hai cho đội của mình. Hai đội đã vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1 và trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính. Cả Tottenham Hotspur và Arsenal đều muốn giành chiến thắng và tạo lợi thế trong cuộc đua xếp hạng ngoại hạng Anh. Trong cuối hiệp 2, cơ hội đã đến với cả hai đội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 và cả Tottenham Hotspur và Arsenal đứng cùng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 13 điểm mỗi đội. Tottenham Hotspur đang trình diễn một hàng công mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ange Postecoglou, mặc dù họ đã mất tiền đạo hàng đầu Harry Kane. Với 13 bàn thắng đã ghi, Tottenham Hotspur xếp thứ 3 trong số các đội có hàng công mạnh nhất giải đấu, chỉ sau Manchester City và Brighton.